Campuchia có thể tấm TikToker Việt Nam đến địa điểm du lịch thiêng liêng Angkor Wat vì một lý do. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất, TikToker Hứa Quốc Anh có thể sẽ phải đối diện với lệnh cấm nhập cảnh Campuchia 5 đến 10 năm vì video bôi nhọ đền Angkor Wat thiêng liêng. Cụ thể, hôm 23 tháng 10, Hứa Quốc Anh sống tại thành phố Hồ Chí Minh tới đền Angkor Wat quay phim chụp ảnh và sau đó đăng video lên mạng xã hội TikTok với hình ảnh một cô gái mặc đồ màu hồng cầm gậy đi dạo quanh đền Angkor Wat và lồng ghép hình ảnh cờ vua Thái Lan kèm theo âm thanh Hello Thái Lan. Ngày 12 tháng 11, cơ quan bảo tồn di sản thế giới Angkor Wat đã đánh giá video gây ảnh hưởng đến văn hóa, di sản của Campuchia và cho biết đã yêu cầu mạng xã hội TikTok ngăn chặn. Video hiện đã bị gỡ trên nền tảng TikTok.